lên gần nhất dưới mùa điệu dõi theo một trận El Clasico không có cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là ngày 23 tháng 12 năm 2007. Thế giới khi ấy rất khác bây giờ. Donald Trump chưa bộc lộ quá nhiều bệnh tâm về chính trị. Osama Bin Laden vẫn còn sống. Tesla chưa bán được một chiếc xe nào. Netflix còn đi bán DVD. Trong khi đó, Leonardo DiCaprio vẫn đang miệt mài kiếm tượng vàng Oscar đầu tiên của đời diễn viên. Khi nói đến bóng đá cấp câu lạc bộ trong 10 năm qua, Barca và Real đều trên tầm tất cả. Họ không chỉ thống trị tại La Liga mà còn thống trị thế giới. Một thập kỷ vừa qua, Real và Barca đã vô địch La Liga 9 trong 10 lần, vô địch Champions League 7 lần và cũng từng đó lần đăng quang ở giải World Cup cấp câu lạc bộ. Họ biến mối hận thù thành động lực tiến lên, họ căm thù nhau nhưng đồng thời hoàn thiện nhau. Jair Roberto, cựu tiền vệ Real Madrid phát biểu, El Clasico khiến cả thế giới phải ngưng lại. Đó không chỉ là chuyện của Madrid hay Barcelona, Tây Ban Nha mà là của toàn cầu. Và cuộc chiến toàn cầu ấy trong gần 10 năm qua được lãnh đạo bởi hai đại tướng quân Ronaldo và Messi. Hiếm có ai như họ còn đang thi đấu đỉnh cao nhưng đã được coi là những huyền thoại sống. Họ tách riêng khỏi phần còn lại, tạo ra một vị thế vượt tầm thời đại. Trước họ, những cầu thủ vĩ đại nhất cũng chỉ giành được tối đa 3 quả bóng vàng. Nhưng Messi và Ronaldo mỗi người đều sở hữu 5 quả. Khi nụ cơm sáng đèn cho trận El Clasico hôm nay, Ronaldo đã chuyển sang Juventus, còn Messi thì vắng mặt vì chấn thương. Real đang trải qua một mùa giải chuyển giao khi không còn cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử của mình. Điều ấy chẳng hề dễ dàng chút nào. Họ đang đứng tận vị trí thứ 8 trên bảng điểm. La Liga mới trôi qua được 9 vòng, Real đã hòa 2 trận và thua 3 trận. Khi Marcelo ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Real trong trận thua Levante hồi tuần trước, anh đồng thời ngăn đội nhà lập kỷ lục khác bàn thắng dài nhất lịch sử. Không có Cristiano, Real Madrid không biết ghi bàn, cựu tiền vệ Steve McManaman nói. Có quá nhiều áp lực dành cho Julen Lopetegui. Đấy là cái giá phải trả cho việc chia tay một cầu thủ luôn ghi bình quân 50 bàn mỗi mùa nhưng lại không có những sự thay thế xứng đáng. Real mang về Mariano Diaz, một chân sút tốt nhưng còn lâu mới đến tầm đẳng cấp thế giới. Tương tự, Vinicius Junior mới 18 tuổi, chỉ là một sự đầu tư cho tương lai và mới ra sân vỏn vẹn 15 phút mùa này. Ở Nou Camp, mọi thứ cũng chẳng phải là màu hồng dù Barca đang chỉ kém đội dẫn đầu Atletico Madrid đúng một điểm. Nhưng chưa bao giờ các vị trí trong top 5 có cảm giác chồng chênh đến thế, bởi các đội hoặc bằng điểm hoặc hơn kém nhau 1-2 điểm. Bạn phải quay về cách đây 13 năm để chứng kiến Barca giành ít điểm hơn hiện tại. 13 trận trên mọi đấu trường, Barca để lọt lưới đến 9 trận. Điều may mắn cho họ là trong khung thành còn có Ter Stegen, người được xem là thủ thành hay nhất thế giới hiện tại. Hàng thủ Barcelona lao đao vì một Gerard Pique đã bước sang bên kia sườn dốc và một hàng tiền vệ không còn lấy kiểm soát bóng làm lẽ sống. Bây giờ, khi Messi ngồi ngoài, huấn luyện viên Esteban Valverde vốn đau đầu vì các tuyến dưới, còn phải lo cho cả hàng tấn công. Bài toán ấy chắc chắn cũng khó khăn. Trung phong của họ Luis Suarez mới ghi 2 bàn từ các tình huống bóng sống kể từ tháng 5. Dembele, người được mang về từ mùa trước để thay thế Neymar, thì cứ sau một trận hay là một trận thật dở. Malcolm mới đá vỏn vẹn 28 phút mùa này và chưa chứng tỏ được gì. Song, xét trên tất cả, Real vẫn đến Nou Camp với một tư cách của đội bóng cửa dưới. Và đến cả những cổ động viên bi quan nhất của đội bóng hoàng gia cũng như một fan trung thành nhất của Barcelona cũng không thể nghĩ ra được kịch bản gây sốc sau khi El Clasico mùa này kết thúc. Barca không Messi đã thắng Real không Ronaldo 5-1 trong trận El Clasico đầu tiên kể từ khi CR7 rời đi. Dù Real đang rệu rã mất đi bản ngã, dù Barca cũng đang gặp vấn đề cả hàng thủ với Pep Quê và hàng tiền đạo khi vắng M10, còn Suarez thì gặp vấn đề về phong độ. Tuy nhiên, không ai ngờ Barca lại có trận đấu dễ dàng nhất từ đầu mùa giải 2018-2019 đến nay như vậy.
chừng đó là đủ để nói về tầm ảnh hưởng của siêu sao người Bồ với Real. Real đã thua, thậm chí thua nhục trong trận đấu mà họ chỉ có duy nhất một phương án là chiến thắng để không chỉ cứu lấy chiếc ghế của huấn luyện viên mà còn để cứu lấy chính mình. Trước đó, chưa đầy 24 tiếng ở Italia, Ronaldo lập một cú đúp giải cứu câu lạc bộ mới Juventus khỏi trận thua trước Empoli và nâng số bàn thắng của mình trong mùa giải này lên còn số 7. Rời Real Madrid, Ronaldo vẫn là Ronaldo, nhưng sau kỷ nguyên Ronaldo, Real Madrid không còn là Real Madrid nữa. Trước thềm trận El Clasico, Pep Guardiola trong một dịp hiếm hoi kể từ khi rời Barca đã trả lời về Real Madrid với tư cách của một nhân vật trung lập như sau: Real vẫn sẽ là một câu lạc bộ hàng đầu, nhưng thiếu Ronaldo, họ sẽ mất đi khoảng 50 đến 60 bàn mỗi mùa. Con số 50 đến 60 bàn một mùa dĩ nhiên không phải Pep tự bịa ra để tăng thêm phần kịch tính cho câu trả lời. Ấy là số bàn thắng trung bình mà Ronaldo có được cho Real trong mỗi mùa giải kể từ khi CR7 đến vào năm 2009 và rời đi vào năm 2018. 9 mùa giải gắn bó với Real Madrid chứng kiến Ronaldo ghi tổng cộng 450 bàn cho đội chủ sân Bernabeu sau 438 trận, đạt hiệu suất 50 bàn mỗi mùa và 1,02 bàn mỗi trận. Suy luận một cách logic đơn giản thì nếu Real Madrid muốn thay thế Ronaldo, họ cần mang về một người đạt hiệu suất tương tự Ronaldo về với Bernabeu. Trong vòng 9 năm qua, ai là người duy trì được hiệu suất tương đương Ronaldo trên toàn cõi châu Âu? Câu trả lời chỉ có một, ấy là Messi, người đã ghi 472 bàn sau 476 trận cho Barca. Dĩ nhiên, không đời nào Real mua được Messi. Họ sẽ chẳng thể tìm ai được thay thế Ronaldo trong trường hợp đẩy CR7 ra đi. Nhưng sau cùng thì Real đã chấp nhận điều đó. Los Blancos bán Ronaldo đi sang Juventus và chẳng mang ai về thay thế CR7 ngoài Mariano Diaz, người mới có vỏn vẹn 74 bàn trong cả sự nghiệp trước khi cập bến Bernabeu mùa này. Xích Lô, cây viết bóng đá Tây Ban Nha số 1 thế giới lúc này, mô tả trên tờ The Guardian rằng Real không xuất hiện trong trận El Clasico trong hiệp 1. Hàng công Real với Karim Benzema, Gareth Bale và Isco đã không thể tạo ra bất kỳ áp lực nào lên hàng phòng ngự đã thủng lưới 7 bàn sau 5 trận tại Nou Camp trong mùa giải này. Trong một khoảnh khắc nào đó, những cầu thủ, cổ động viên và cả ban lãnh đạo Real Madrid có thể nhớ Ronaldo, người đã không biết bao nhiêu lần cứu Real khỏi những hoàn cảnh mà thứ duy nhất họ cần chỉ là một bàn thắng để đánh thức bản lĩnh của nhà vô địch đang bị vùi dập quá sâu bởi những thất bại. Lần cuối cùng Real Madrid để Barca chọc thủng lưới tới 5 lần, Barack Obama vẫn là tổng thống Mỹ, Inter Milan vẫn là đương kim vô địch Champions League, Tây Ban Nha vẫn là đương kim vô địch World Cup, MU vẫn còn Sir Alex Ferguson trên ghế chỉ đạo, còn Kylian Mbappe khi ấy vẫn ngủ trong căn phòng dán đầy poster Ronaldo. Đấy là năm 2010, khi Jose Mourinho trong giây phút tự tin đến mức hoang tưởng đã chơi đôi công với Barca của Pep Guardiola ngay tại Nou Camp, để rồi chuốc lấy thất bại nhục nhã nhất trong sự nghiệp với tỷ số 0-5. Sau thảm họa đó, Real Madrid của Mourinho nhanh chóng sốc lại và tự biến mình thành một bon ke phòng ngự khi chỉ để thủng lưới có 22 bàn trong 25 trận còn lại của mùa giải. Nhưng khác với Mourinho năm 2010, huấn luyện viên Julen Lopetegui có lẽ không có quyền lệnh cả thời gian để tạo ra một sự thay đổi lớn đến như thế tại sân Bernabeu. Cho dù ông có tin vào một tương lai tươi sáng của Real như cách mà ông nói trong phòng họp báo sau trận như thế nào, Rafael Benitez, người gần nhất khiến Real thua cách biệt Barca tới 4 bàn trong một trận El Clasico, đã chỉ trụ thêm tại Bernabeu được hơn một tháng trước khi bị chủ tịch Florentino Perez chạm để đưa Zinedine Zidane lên thay thế. Phần còn lại của mối lương duyên Real Zidane có lẽ không cần phải nhắc lại thêm. Những Madridista giờ sẽ phải đặt câu hỏi rằng liệu thất bại thảm hại này trước Barca tại Nou Camp có thể mở ra một chu kỳ thành công khác cho Real như đã từng?
họ đang có Santiago Solari trên ghế huấn luyện viên đội trẻ và có Raul Gonzalez sở hữu đầy đủ bằng cấp của FIFA để trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Viễn cảnh ấy có lẽ khó mà trở thành sự thật. Real của Benitez trước khi thua Barca 0-4 vào tháng 11 năm 2015 đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga so với 7 của Real hiện tại, ghi được 26 bàn trên 11 trận so với 13 bàn trên 9 trận của Real hiện tại. Quan trọng hơn, Real khi đó vẫn còn Ronaldo, người kết thúc mùa giải năm đó với 51 bàn sau 48 trận và đã có 8 bàn tại La Liga cho Real vào thời điểm bước vào cuộc đối đầu với Barca, bất chấp việc anh không hề hòa thuận với Benitez. Những bàn thắng liên tục, sự chuyên nghiệp tuyệt đối cùng sự tự tin vô song của Ronaldo là thứ mà Real luôn có thể bấu víu vào để không chỉ giành lấy những lợi thế về mặt điểm số mà còn tạo ra những cuộc lội ngược dòng vĩ đại trong quá khứ. Điều kỳ diệu luôn đến với nhà vô địch. Real có Ronaldo là nhà vô địch. Khi Ronaldo rời đi, phép màu đó cũng biến mất luôn khỏi Bernabeu. Điều gì đang chờ đợi Real Madrid trước mắt? Lopetegui sẽ bị sa thải, Antonio Conte nhậm chức, Neymar sẽ tới vào mùa hè? Không ai rõ. Nhưng Ronaldo sẽ không thể nằm trong tương lai bất định ấy của Los Blancos. Anh đã tới Juventus, tỏa sáng như anh đã luôn làm và trở thành thần tượng mới trong mắt cổ động viên Juve và cả người Italia. Bỏ lại Real thật ảm đạm. Real thực tế không phải đợi đến khi thất bại một năm trong trận El Clasico mới thua Barca. Họ đã tự hạ thấp đẳng cấp của mình so với kình địch ngay khi Ronaldo rời đi. Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm kênh Ẩm thực và cuộc sống. Nếu cả nhà thấy video này hay thì hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho nhiều người khác cùng biết. Hãy đăng ký, subscribe để sớm nhận được những video tuyệt vời tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!